Thưa quý vị và các bạn, 20 năm qua, bám sát sự chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, công tác hội và phong trào phụ nữ thành phố Cần Thơ có nhiều đổi mới sáng tạo, đạt được những kết quả rất đáng phấn khởi. Từ những phong trào hoạt động của tổ chức hội đã giúp nhiều chị em cải thiện đời sống và đóng góp tích cực trong định hướng phát triển của thành phố Cần Thơ, qua đó nâng cao vai trò vị thế của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội. Nhiều năm qua, chị Nguyễn Thị Ngọc Sinh, một hội viên phụ nữ ở xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, luôn tích cực tham gia phong trào hội. Hiện nay chỉ càng phấn khởi hơn khi thực hiện mô hình năm có ba sạch, bởi không chỉ được dây vốn để mở rộng tiệm tạp hóa và nghề may, mà còn được tuyên truyền, cung cấp nhiều kiến thức pháp luật, xây dựng gia đình hạnh phúc. Trước thì nó nhỏ chứ không có được như gì. Nhờ cũng hội phụ nữ của xã đó tuyên truyền vận động cho nên năm nay cũng khá hơn mọi năm. Chị Sinh là một trong số hơn 1.100 hộ đạt 8 tiêu chí gia đình năm có ba sạch của xã Đông Hiệp, được phát triển từ nền tảng của phong trào năm không ba sạch. Đây là một trong những phong trào trọng tâm của Hội Liên hiệp Phụ nữ. Qua đó, nhiều hoạt động đã được triển khai, thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ, tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ thực hiện nhiều mô hình hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong phát triển kinh tế gia đình, các cấp hội đã giúp hơn 300 hộ phụ nữ khởi nghiệp, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 1.000 hội viên, hỗ trợ hình thành sản phẩm cho 41 ý tưởng khởi nghiệp, thành lập 9 hợp tác xã, 129 mô hình phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, việc tổ chức Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp hàng năm đã kết nối, quảng bá, giúp các ý tưởng khởi nghiệp của chị em phát triển một cách hiệu quả. Khi mà được nhận cái bằng khen là phụ nữ phát huy tài nguyên bản địa thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc và tự hào vì mình đã được các chị trong hội phụ nữ của quận Ninh Kiều tin tưởng và giúp đỡ cũng như là giúp đỡ và ủng hộ mình khởi nghiệp các sản phẩm đang móc này của mình. Thì bên cạnh đó thì mình cũng có thêm cái động lực để mà mình phát triển tiếp với nghề. Trong thi đua xây dựng người phụ nữ Cần Thơ thời đại mới, năng động sáng tạo, các cấp hội đã thực hiện 344 công trình và hàng ngàn phần việc với tổng trị giá trên 22 tỷ đồng, đóng góp quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hoạt động bảo vệ môi trường được triển khai hiệu quả với nhiều hoạt động thiết thực như hưởng ứng phong trào trồng cây xanh, phụ nữ vun trồng tương lai, phong trào chống rác thải nhựa, kêu gọi cộng đồng nâng cao nhận thức về các giải pháp sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, góp phần giữ gìn môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống. Các ban ngành đoàn thể phường cũng chung tay là hội phụ nữ phường có ký kết liên tịch cái mô hình đó là 503 sạch với các cái hội đoàn thể. Ví dụ như đối với công đoàn của phường thì sẽ là thực hiện cái cơ quan sáng xanh sạch đẹp. Hội phụ nữ phường sẽ bảo quản các cái tuyến hẻm. Chiến lược quốc gia bình đẳng giới được các cấp hội phối hợp thực hiện có hiệu quả, tạo điều kiện cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc biệt, phụ nữ đã và đang tham gia ngày càng nhiều trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực chính trị. Hiện nay, tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa 15 chiếm tỷ lệ 14,28%. Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt từ 22% trở lên. Số lượng cán bộ công chức viên chức nữ chiếm 62,3%. Cơ quan quản lý nhà nước có lãnh đạo chủ chốt là nữ đạt 57,5%. Chính quyền địa phương có lãnh đạo chủ chốt là nữ đạt 43,01%. Trong chỉ đạo triển khai thực hiện các mục tiêu đề ra trong cái thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới, đặc biệt là lồng ghép có hiệu quả các mục tiêu đề ra vì sự tiến bộ của phụ nữ vào các chương trình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Bám sát vào cái sự chỉ đạo của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng như là Thành ủy Cần Thơ là tập trung thực hiện hai cái khâu đột phá. Khâu đột phá thứ nhất là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cái hoạt động hội, thông qua việc là sử dụng phần mềm quản lý hội viên cũng như là phần mềm để xử lý các cái văn bản. Đột phá thứ hai là xây dựng chi tổ hội vững mạnh
đa dạng hóa các cái hình thức tập hợp hội viên phụ nữ để phát triển hội viên, huy động cái sự tham gia của những người có uy tín vào cái hoạt động hội. Với nhiều giải pháp mà Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đề ra sẽ thúc đẩy hơn nữa sự phát triển công tác hội và phong trào phụ nữ thành phố, tiếp tục phát huy hình ảnh người phụ nữ Cần Thơ tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang trong thời kỳ hội nhập và phát triển.